Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 11 anh em. Vừa rồi thì mình vừa mới nhận được hai trang bị của On các bạn ạ. Đây là một cái vùng đất phát trang bị của On một lần. Đây là chúng ta chọn lõi Lauren thần thoại. Và rất nhân phẩm. Tôi đã có được hai trang bị. Một là cái pháo sinh cá. Và hai là cái bùa thăng hoa. Hai trang bị này không biết là làm được cái gì ra hồn hay không. Thì cái pháo xương cá này nó tăng gấp đôi tầm đánh này và bắn ngẫu nhiên kẻ địch chứ không phải đích thị vào một mục tiêu nào đấy, nên tôi cũng hơi lo một tí. Nhưng mà không sao, trong cái khó láo cường rồi. Theo anh em thì mình nên đánh đội hình gì đây? Đội hình gì bây giờ nhỉ? Rek'Sai, Yasuo, Zhonnai, Soraka và Hwe Họa Sư. Cái này thì có tốc đánh, tầm đánh. Bùa thăng hoa này thì sau 22 giây tăng 100% máu tối đa và 120 sát thương cho đến hết giao tranh ạ. Thế chúng ta sử dụng combo này cho những cái vị tướng mà bắn tỉa hàng sau thì mình thấy là hợp lý nhất. Chiến rồi. Đợi một chút nhạc nha. Úi giời. Anh em có độ on anh em không lắp nhờ. Như tôi lắp vội rồi. Định mệnh. Ui thăng hoa lên này. Ui giời ơi, lên 1.600 máu. Con này máu hiện tại của nó là có mấy trăm à? 800 mà lên phát gấp đôi máu luôn anh em ạ. Thích thật. Hay là tôi lắp cho con Chitana nhỉ? Lắp cho Chitana thì cũng có thêm song đấu. Thử đi. Nhưng mà tôi thấy là con Chitana này nó hay bay vờ va ở vẩn lắm nhá. Một cái trang bị áo choàng bóng tối nữa cho nó chắc chắn được thăng hoa không anh em? Sơn đẹp dài 32. Nhà này cũng có một gói đạo tặc mà chưa mở. Để dành làm gì? Như tôi lắp để giữ máu trước các bạn. Ui, lúc thì bắn cái này, lúc thì bắn cái này. Ui, bay rất là xa nhỉ. Và khả năng thăng hoa là rất lớn. Đây 2.000 máu luôn anh em ơi. Quê nha. Làm tí thần tài đã thì hết nước chấm. Có gì không? Cái Galio thêm một trang bị thành phần phòng thủ. Ui, trang bị thành phần phòng thủ à? Xem nào. Con Afe này cũng ngon chưa này. Cũng đang tính đánh Afe các bạn. Phân tách lên 3 kẻ địch gần nhất trong 7 giây. Sau đó bắn 3 phát. Ui giời ơi, mất hết rồi. Thế thì tôi sẽ lấy con Yui 3 tiền này đi. Gì chứ, nhiều tiền là cũng thích. Nào, U Linh này. Ui, làm tí thần tài không? Thực ra là có thể chơi được đấy. Tại vì mình có sẵn combo ở đây rồi. Mà tôi không muốn bán máu các bạn. Không muốn bán máu một chút nào cả. Wow. Đắp cái áo choàng bóng tối này thì cũng ngon. Nó giải được. Trở nên thông thị thể bị chỉ định trong chốc thoáng này. Nghe nhưng mà ông này cũng chơi à. Tầm đánh con này hiện tại là mấy? 8 ô. Oh my god. Cái quậy bắn tỉa hình như nó sẽ tăng bao nhiêu? Được tăng một tầm đánh. Từng bắn tỉa gây thêm sát thương dựa theo những kẻ địch ở xa. Chính xác. Trang bị này sinh ra là để dành cho những con bắn tỉa rồi. Ace hay là Afe đều được cả. Chứ không thể nào mà chơi được những con khác. Thực ra là chơi mấy con khác cũng được. Nhưng mà nó hơi chán các bạn.
3.2 và 4.2 sang những cái vòng ngẫu nhiên. Được rồi. Ngẫu nhiên thì thoải mái anh em nhỉ. Lê Tấn Tài. King Red này. King Red cũng là một con định mệnh. Pha này thì tôi bán cái này đi. Bán cái này đi. Có đủ tiền. Hiệu ứng định mệnh của King Red là nhận 18% tốc độ đánh. Con này thì nhận 300 lá chắn à. Liên kết hai con này đi anh em ơi. Cho tăng thêm khả năng phòng thủ nhá. Thực ra là mình muốn lắp cái áo trong bóng tối lắm luôn ấy. Nên không? Chắc phải lắp anh em ạ. Chứ nhiều khi gặp mấy con bắn tỉa đằng xa chết. Này chắc chắn thăng hoa rồi. 22 giây combat. 8 ô thì vẫn cứ bay nhảy này. Nhưng còn bay nhảy đấy nghe không? Nhắm một cái là không chết được. Thường những con bắn tỉa từ xa thế này nó nhắm một cái chết tôi toi luôn đó. Rồi thăng hoa lên 1.700 máu. Chắc được không? Sao chết được? Sao chết được? Nháy. Ok. Nó lại là tuyệt vời. Đúng phẩm, đúng phẩm. Red này. Linh bắn tỉa đi cùng với U Linh. Rồi tôi cũng làm tí ở trong trước. Linh kết hàng này anh em. Linh hết. Hai con giống nhau không được. Hai con giống nhau tấu hài quá. Làm tí trang bị chuẩn chuẩn cho nó chắc. Chơi sao cho nó tập trung. Anh em còn like với cả subscribe cho. Đây, cái kháng phép à, vuốt độc nha. Khổng lồ U Linh. Một cái gậy. Úi giời. Lại là BF. Tôi sẽ lấy đam phụ nhờ AC hoặc là gì cả như này. Cái này rồi vô cực cũng được thôi. Đồ này thì phải AP 3 rồi này. Mới ai cho AP không? Gì đây, nhà này cũng chơi rồi, nhà này cũng chơi luôn. Rất là nhiều nhà đánh AP là tao ta. Nhà Tuấn hai con à, một con, nhà này hai con là ba con rồi. Vai sắn quá. Ta sẽ đánh AC nếu như được. AC sẽ là phiên bản ngon hơn thay vì con AP luôn. Chúng ta cũng phải kẹp thêm sứ thanh hoa vào. Cố lên anh em ơi. Rất xua gì đây, áo choàng diệt vong à. Mỗi khi là chắn của chủ sở hữu bị phá. Ui, trang bị này thì đúng là sinh ra cho mấy con mà nhiều là chắn như ra xua này. Mà King Red của tôi đâu phải là tầm thường anh em. Cao cường. Ồ, nó rời con mẹ lõi này sang vòng 4 chấm rồi. Con này lấy cũng được anh em ơi. Con này à, cảnh vệ không cần lắm. Cần rừng. Đoàn Tấn Huy. Lê Tấn Tài. Bừa bộn. Trang bị này thì nhờ anh em bảo là khả năng bảo tôi là thiếu sát thương đúng không? Và tăng thêm 120% sát thương. Cái này thì cũng có 30% cái đam cộng thêm với cả 30% tốc đánh nữa. Mình xem lượng đam của King Red này, hiện tại anh 64 nhá. Thăng hoa lên cái nào. Lên bao nhiêu? Đâu rồi? À, vẫn 64 là như nào? Tăng thêm 120% sát thương cơ mà. Không cộng dồn vào những chỉ số à. Cộng vào những cái đòn đánh các kiểu à. Thì cũng ok. Làm tôi hơi quê một tí thôi. Nhà này ra xua. Wow, thiên cung á. Nhà này bát đẹp, đẹp dai này.
Nhà này thế đéo nào lại đánh Long Vương với cả Định Mệnh ạ? À? Này đánh Định Mệnh thuần thì không nói. Ngoài oăm thật. Chắc mình cũng cần phải bắt một con Định Mệnh để giữ máu. AP giữ máu rồi, tôi sẽ xoay sang AP. À, xoay sang AC. Văn Bia cảm ứng sớm hơn Quyana này. Quyana này mới gớm anh em ạ. Ai à, thăng hoa lên. Úi giời, không đánh bại được cái con Quyana biến thái này, khó khăn thật. Nhìn chung thì cái áo choàng bóng tối thì tôi thấy là khả năng là hơi thiếu đam thật. Cùn đao thay vào áo choàng bóng tối, như thế thì sẽ rất khó để thắng hoa. Xin ra bị anh em lấy rồi. Tôi lấy AP nếu được nhé. 87. Trời ơi, tại sao hai nhà đều 87 máu? AP vai cả nồi. Tôi ra sau cơ, nhà này AP 2 rồi. Uầy, Định Mệnh luôn này. Loren bất định à, vô nhà ma ám. Định Mệnh luôn các bạn ạ. À, nó ra một cái ấn Định Mệnh thì tôi lại phải có lại chơi rồi. Cái này cũng Định Mệnh cho được. Thôi bỏ nhá. Giao điện, sốc điện, sẽ lấy cái này đi. Thực ra là cũng thèm cái ấn kia làm luôn, nhưng mà anh em mình phải biết như nào là đúng, như nào là cái lối đi chuẩn, còn như nào là cái lối đi mà anh em cảm thấy nó khó quá thì thôi bỏ qua đi. Nhà cũng Định Mệnh mà, anh em mình dại gì mà chơi đông vui như thế đúng không? Anh mình cũng chơi AP thôi, AP kẹp AC. Ây chà, nhà này cũng gớm nè. Thăng hoa lên. Bắn con này như kiềm cắn ấy nhở. Đúng là thiếu đam thật. Oh my god. Nautilus cảnh vệ. Giờ làm sao chịu đựng lên cấp 8 anh em mình roll đây. Hay là phải roll nhẹ nhẹ ở level 7 một tí. Tôi thấy là hơi bị yếu đuối quá các bạn ạ. Chỉnh vênh quá. Quá là tranh vân rồi các bạn ơi. Chập nhà này không? Đập luôn ạ, à? Không phải, không phải. Nhà này, không phải luôn. Nhà này, ừ chính xác là cái nhà này. Bát 2 rồi anh em ơi. Mà bừa bộn kiểu gì đây? Lựa chọn loại bừa bộn trong khi mình lại quá sạch sẽ. Tôi rất là gọi là thích sạch sẽ. Thích sạch sẽ nhưng mà lấy lõi bừa bộn là tôi không thích đâu nha. Úi giời, khó rồi. Máu không ổn các bạn ơi. Cái vấn đề mà tôi rất sợ. On vào đây. Lắc sứ thanh hoa. Chúng ta sẽ đánh 4 sứ thanh hoa nếu có. Lên 7 mình sẽ roll một tí nha anh em nhé. Mấy nhà này cạnh tranh nhau. Nhà này cũng ôm AP cho được nữa. Khổ chưa. Yêu nhau lắm bây giờ cắn nhau đau chưa. Nước mắt do nè. Rồi đi ôm của anh em lại. Tôi đi ôm hết Guiana nhờ. Nhờ. Như thế thì nó lại là rất chán. Giờ tôi cũng chưa kẹp con gì vào được anh em ơi. Một cái này mũ thích nghi à.
Cũng được. Tôi thích nghi để sử dụng cho nhiều trường hợp được các bạn. Ngon. Thôi cố gắng chịu đấm lên 8 nhá. Chịu đấm với được ăn xôi không. Rất đẹp dai này. Túi đồ siêu hùng. Đây đánh Vienna được à? Khó quá. Nhà này đánh Kha'Zix luôn đi. Cứ đâm đầu vào những cái con đường mà nó lại rất là nhiều chông gai. Tôi hơi ghét con Vinmet này tại vì nó có bay nhảy nhiều các bạn ạ. Bay nhảy tung tóe ra. Ví dụ như tôi lắp cho con A-xe cái, nó chỉ đứng yên một chỗ nó bắn. Không cần gọi là di chuyển gì hơn. Không lần cần làm gì nhiều luôn. Anh em để mà xem. Nhà này 3 AV, nhà này cũng 3 AV. Trời ơi. Mọi người ơi, nhà này đánh thần rừng. Sao cái game gì mà nó khắc nghiệt thế. Nào thì anh em cạnh tranh nhau thiên cung. Bây giờ anh em cạnh tranh nhau thần rừng các kiểu rồi. Thiên cung định mệnh thần rừng. Eo ơi, khó quá. Phận con trai là người hai đến nước của anh em mình không biết đi về đâu. Đồ là rất là tuyệt vời rồi. Hình như là vòng 5 mới có cái vòng chọn lõi thêm đây này. Đau đầu. Ây à, cua nhà này, này AP2 khỏe quá anh em ơi. Nhà này, này tên là gì? Tuấn à. Nào thì lớn. Nhà Tuấn này thì level mấy? 2, 4, 6. Level 6 xài hơi nhiều tiền, chút nữa là khổ sớm này. Nó bị chững sức mạnh ở một cái vị trí nhất định mà nó không thể nào lên được nữa anh em ạ. Chúng ta ở Ron 8 thì đôi khi là cũng nhân phẩm. Tìm kiếm những cái tướng bậc 4 2 sao nó dễ hơn. Tôi cũng sẽ kẹp thêm một con gì đấy vào. Quiana thì cần gậy này đúng không? Sao mà lên được Quiana 3 đây? Đâu ai gì giỏi là ép máu tôi đầu game thôi. Ông này nhìn cái cuồng đao mình chắc kèm lắm đấy. Vẫn thua tôi. Tôi có on với cả là Quiana. Quét trâu quá. Anh em ơi. Tuyệt vời. Cái gì đây nào? À, lại thêm một trang bị. Ui, Azir kìa. Rồi thế. Azir là hạ sư thì cũng ngon cả anh em ạ. Mất cả hai luôn. Syndra. Tôi phải lấy Syndra anh em ạ. Nhà này ông ấy đẩy về mệt lắm. Nhà này chắc là cũng thèm xin ra. Nhưng mà tôi thì sao mà để cho anh em lấy dễ dàng như thế được. Đây. Đợi từ đầu game mãi mới có một con AP để chơi. Bọn con trai 12 đến nước. Khổ quá ơi. Tầm này là có một cái combo nành Naso Sojin thì nó bắn cũng lực. Pháp sư cũng chả giữ con nào nhỉ. Năm định mệnh à? Thiếu một con Ari hay là ấy. Nhưng mà tôi chỉ đánh ra 3 định mệnh thôi các bạn. Không tham năm định mệnh đâu nha. Tầm mấy hôm nay thì phải làm thêm cái việc là chắc chắn rồi. Cái gì chắc chắn lắp là chúng ta phải lắp luôn để giữ máu. Ui con on này. Con này có quyền năng phi thường với cả hai quyền năng siêu cấp nữa. Gớm thế. Một thằng bé thì mình sao cho bất thường ấy nhở. Lạ nè. AP có bắn được không đây? Bắn như kiến cắn.
Bắn như kiền cắn thế này à Phê ơi. Công sức mà tao đã không ai dạy mày đâu. Lên nhẹ một quả level đi. Năm định mệnh mà xem là nó có khắc bọt không. A xe. Ui 8 thần thoại rồi. Nhà này mà lên được 10 thần thoại thì đúng bài. Nhưng mà đạt được cái ngưỡng 10 thần thoại nó phải nói là rất là gian nan. Nó gian nan lắm các bạn ạ. Này A xe à. Bỏ A xe đi bạn ơi. Trời nay là khó nhau rồi. Ui bắn phát mình đam. À phê thăng hoa bắn đi. Đúng rồi bắn cứ tụt tụt như thế cho tôi xem nào. Hai con được thăng hoa bên kia thì là bát 2. Mà team của tôi lại còn rất là đông người ở đây. Đấy. Tôi ở nhưng mà anh em tôi lại cũng đông cơ. Giờ tôi sẽ roll tìm AC2 nhé anh em nhé. Amumu này. Amumu. Nắm Amu đấy nhở. Amu Amu này. Mình chắc cũng không đam mê cái cột mốc một thần thoại đâu. Biết đủ là cô này. À định mệnh đâu. À xe ơi, mau về đây. Gươm mầm à. Một tướng bốn tiền ngẫu nhiên. Ừ cái này được này, cái này được này. Con này con nai thì không được. Morgana không được luôn. AP 2 à. Anh em mình cầm AP nhiều lắm. Cho nên là mình chỉ bắt để đép thôi. A đù đây. Chết rồi chưa. Mình có một con này để cho vào. Mình sẽ cho nó cái này, cái này, cái này, này, cái này, cái này, cái này. Wow. Thế anh em mình nên cho nó những trang bị gì đấy nhỉ? Cái này đi. Trang bị thứ 3 à. Một cái tôi sẽ thử cái cuồng đao đi. Này cho... này. À, không biết là cuồng đao có phải là cái sự lựa chọn ngu dốt của tôi không? Nhưng mà thôi. Tầm này có chơi là có chịu. Như nào ạ? Như nào đây ạ? Thăng hoa nè. Tại vì anh em biết tại sao tôi lắp cuồng đao không? Tại vì con A-xe này nó nhận thêm một sau 3 đòn đánh số mũi tên hiện tại. Cứ 3 đòn đánh nó thêm một mũi tên. Khởi đầu nó có 15 mũi tên. Cứ 3 đòn đánh nó tù 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 thêm. Ui dồi ôi. Nó kinh lắm. Thần rừng và thuật sĩ à. Tôi thấy là cái meta mà cho hai con này vào này. Hai con này vào vị trí của hai con này. Đấy làm tí không, con này đây. Ăn đi mà mình ra xỉu ra Asu cũng được. Rồi tôi sẽ cố lên thử AC3 xem sao nhé. Ui chết rồi. Bây giờ có cái giáp lửa chưa lắp đây này. Sao mà ẩu thế. Bắn đến 9 ô tầm đánh ạ. Vậy là đam cũng rất là khổng lồ chứ không phải là yếu các bạn ơi. Sự lựa chọn hoàn toàn là đúng đắn. À mùm mùm. Mùa hết bỏ bớt thần dùng đi chơi 3 định mệnh thôi nhỉ. Cinderella này thêm 11 sát thương. Cái này thì thêm phá giáp à. Được. Gazua. Cố gắng lên level 9 nha anh em nhé. Lắp một cái giáp lửa đây đi. Ừ,
Azir này thì cũng có đồ thủ rồi, không phải lo. À, Azir này có kỹ năng phòng thủ, còn kỵ binh. Công việc của tôi là cố gắng lên AC3 cho trận đấu này trở thành một trận đấu mãn nhãn. Như nào ạ? À? Tính tiền chứ như nào ạ? À? Được chưa anh em? Đánh thì nó phải cháy. Có gì không? Có Z ngon này, bắn tia à? Kèo ơi, Z cũng ngon và bắn tia cũng ngon, nhưng Z. Ok, lý do tại sao mình sự lựa chọn Z là mà thay Z vào đây, chúng ta sẽ vừa có được cảnh vệ mà lại còn có thêm định mệnh nữa. Xe này. Ok, tôi sẽ liên kết với hang này. Xin ra không chơi bán nhé. Đấy, để đây. Anh em lưu ý cho mình nhá. Khi mà đánh Thread thì hãy cố gắng kẹp thêm con On vào. Chơi ngon cực. Nó sẽ đúc, chỉ cần lắp hai đồ thôi. Lắp auto rồi ra thêm một đồ đẹp nữa rồi. Anh em xem này. O này, hai đồ đẹp đúng không? Red hai đồ tanh trâu này, thêm đồ tanh trâu này. Giới đắp máu luôn. Như nào ạ? Bà đạp phù. Ok chưa? Họ tự dưng bắn mấy con đằng sau lại bé bét rồi chết. Khổ thân. O này. Tuấn. Ui, Tuấn khỏe đây. Đây là một trong những đội hình rất mạnh mà tôi hay sử dụng. Game này mà lên được Amumu 3 với Thread 3 là binh nữa. Nhưng mà với một con AC cầm những đồ này, tứ phương tiếp viện nữa. Quá ghê gớm. Định mệnh này. Sự bệnh mệnh pha ke tầm này ăn thua cái gì. Cái này kẹp Zone vào lấy đấy à, thủ thần này. Zone 3 rồi mình là cũng gớm ghê. Anh em xem này, AC tôi bắn này. Đây đấy, ui ôi mưa đạn bắn mà lây thay mấy con đằng sau luôn à. Tăng hoa lên 4000 máu, quá đạn luôn. On 2 luôn. Nếu nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy đừng quên để lại cho mình một like này, đăng ký kênh, mình có nhiều động lực hơn nữa. Nhiều anh em cũng bảo tôi là dàn dựng để có thể làm video thì điều này là hoàn toàn không thể có được. Vì những người chơi này mình không biết ai là ai cả. Đấy, nếu mà tôi đánh cùng với cả Tuấn hay là Aerilis thì đấy thì sẽ có một cái dấu mic nhỏ nhỏ ở đây. Anh nào hay chơi cùng với bạn sẽ biết. Trận đấu thì hoàn toàn là xảy ra ngẫu nhiên thôi. Một cái găng đạo tặc này. Sẽ roll mạnh tay một chút anh em nhé. Ui. Ui, hai con On. Đấy, làm Galio này. Tôi không có đam mê Galio đâu. Mà On ra cũng nhiều anh em nhở. Nhà này King Vest 3. Tôi sợ là tôi thắng một phát là hai ông cơ. Tại vì như thế trận đấu nó sẽ diễn ra nhanh hơn đấy anh em. Khó rồi. Có thắng luôn. Mình nên bán với AF này, mua AF 1 đâu. Cho mấy nhà này lên 3 sao nhé. Chúng tôi thấy là tôi cũng quá. Annie thì tôi không lên 2 rồi này. AC thì lên. Annie, riêng Annie tôi không thích. AC tôi lên. Có Lissandra này anh em ơi, ngon nha. Nhưng mà game này tôi mạnh quá rồi. Anh có thể tai hao này bằng hai con sứ thanh hoa nữa.
là chúng ta sẽ tăng thêm tốc đánh và giảm tốc thư nhận vào, cũng rất là tuyệt vời đúng không? Game này Tuấn đi xa rồi. Phải mua con này. Web 3 còn cái cú update tương đối. Khó cho Tuấn thật. Bên kia thì bản sao của Tuấn cũng đã đánh bại được Evilis. Lại còn trang bị tạm thời nữa. Lissandra và On này. Có nhờ, có On ở đây luôn anh em ơi. Hay là mình đổi đồ không? Mình đổi cái bùa thăng hoa này cho con On không anh em? Thế thì tôi mới có một con On 3 sao. Thì tôi đợi 2 vòng nữa này. Sau đó là tôi sẽ roll ra thêm một con nữa thì khả năng hên xui được nhỉ. Còn với con On 3 sao thì anh em biết rồi, một kỹ năng của nó có thể đúc những cái trang bị ánh sáng. Bởi vì AC game này tôi roll là không độ các bạn con này thì... hai vòng có đi chợ theo lấy được rồi đấy. Rồi vậy là cuộc chơi chỉ còn tôi với Tuấn thôi. Nào cho tôi một con On. Không có On trong video chợ lần này, nhưng đổi lại thì có ấn sứ thanh hoa. Thôi lấy về để anh em mình làm On sứ thanh hoa đi. On sứ thanh hoa các bạn ạ. Ngày đấy lên sinh ra 3 tôi khóc nha. Chơi gì thì chơi chứ đừng có chơi mà ấy nha. Lissandra 2 luôn. Lại làm khó nhau như thế đấy. Set. Nhiều đồ quá các bạn. Tôi sẽ lắp những cái trang bị xịn sò cho On trước. Và AC chỉ cần xài một con này thôi là được. Một vòng nữa là như mình có được ấy rồi. Con On. Và bây giờ roll mãi không ra con On nào nữa. Lắc. Ôi nó cũng win. À chưa win được. Như Lissandra cho mình thêm một trang bị gì đấy. On ơi. À xe tầm này tôi bán bỏ đi không được đây rồi. Mình sẽ cho anh em thấy một con On với một cái búi đồ chất lượng nhất từ trước đến giờ. Ok chưa. Bỏ mấy con này đi nha anh em nhé. Đây lấy thần rừng với cả sứ thanh hoa nó đấy. Nửa na này. Bốn thần rừng mà. Một trâu được không? Có trâu cánh như tim không? Tất cả trang bị ánh sáng anh em ạ, thấy chưa? Thăng hoa lên chắc tầm khoảng 10.000 máu. Thăng hoa chưa? Ây da. Thăng hoa đi anh ơi. Đồ đạc anh đã đúc hết xong hết rồi. Đấy. 11.000 máu. Eo ơi. Một vị thần. Đây chính xác là một vị thần On. Anh em xem cận cảnh này. Nhìn nhìn mặt cái kiểu bầu bính cú tè vãi. Cái trang bị này độc nhất vô nhị cho anh em ơi. Siêu bá rồi gì nữa. Nó lại là còn sứ thanh hoa cơ. Đấy. Rồi tôi phải làm sao để tìm ra một con AC. Đây. Một con Amumu nữa. Tôi đổi đồ. Tôi để cho một mình con On là đúc đồ thôi. Ừ như vậy có hơi dại quá không nhở? Hơi bù láo ăn cắp quá không anh em? Không có con nào cầm đồ luôn. Đây.
trong khi ở trang bị đang có rất nhiều nha. Có đúc cho cả đội hình luôn. Ừ, lang lang mà mình thua một phát chắc anh em chửi tôi thối mồm. Thôi, này khác gì một con on một cân tất cả đâu. Bậc 4 tiền 3 sao chúng ta phải cho nó chiêm ngưỡng cái sức mạnh chứ anh em nhỉ. Đấy, một lần đúc này, hai lần đúc. Ừ, rất là nhiều lá chắn luôn và gần như không thể nào thua được. Ok. Úi xôi, bây giờ đã đắc thăng hoa lên tận 12.000 máu. Và game đấu của ta cũng sẽ kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye. Nhớ dập nút like cho mình nha. Thank you anh em. Love you forever.